Tiết xuân thiên hạ cung cờ bán đảo cung thỉnh mời Phật Thánh Lai Đao từ trường dâng lên đăng trà quả thực tiến dâng lên lòng tin bái thỉnh thanh tiền cử trùng được ngồi cao cử tiêu chính vị ở trên trời sở chỉ bốn phương thiên thiên cung thỉnh mời để nhất thiên thiên tăng phong chế thăng sài loan mộng ngự về an thái thôn quê phủ say an thái thôn quê nghĩa ứng thiên bảng ni nhà lê cải trần đỗ hương xà hiện pháp dê mông vân chư phật tài hội tất gia văn từ sư kết tường vân thành lý phương vân chư phật niệm toàn thân nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát sài loan thánh xá hồi cung quỳnh quế theo chân sai đòi quỳnh quế theo chân đồi ngang phố cát làm thần ở bốn phương nức tiếng đế vương danh thơm nức tiếng đế vương sắc phong thượng đẳng khói hương phục thờ đệ nhị địa tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhị địa tiên tích xưa hiển thánh trong đền để song sơn chuyên đan hải ngạn đô nhiệt minh hương gia thu từ mẫu lũng vô hương hoa nơi đắc thanh hương chỉ tâm kim cương nhất chu biến thập phương nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát cái quang dòng nhãn thập kỳ diệu quang minh chiếu từ chúng đã tích tăng cung giảm kim phủ hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương sa loan thánh giá hồi cung thánh thiên cung thỉnh mời thánh mẫu đệ tam xích lân long nữ ngự miền thoại cung sớm kết loan phong kính xuyên sớm kết loan phong thảo mai tiểu thiết đem lòng ở gieo hoang giới định chân hương phần khởi xung thiên thượng đệ tử kiên thành hiện tại kim lô phong khoảnh khắc nhân huân thức niên bản thập phương thích nhật ra du hiện nạn tiêu tai trương nam mô hương cung sàng bồ tát ma tát nam mô hương cung sàng bồ tát ma tát nam mô hương cung sàng bồ tát ma sa loan thánh giá hồi cung có lệnh truyền ra đức công có lệnh truyền ra các quan thì bồ cùng là chư sinh vô minh đạo phạm nam thành đạo phạm nam thành vô minh đạo phạm nam thành thanh đông về bắc nghe tung hoành mọi nơi đông về cửa thiếu cửa đài cửa tiếu cửa đài đông thờ
cửa tiếng cửa đài cửa then cửa suốt ra ngoài vì bạch long đế vương kế thế chỉ bình thiên thường tức mặt địa danh tức mặt địa danh thiên thương tức mặt địa danh sơn hạ dục tú trung ninh cam kỳ hoài mang di uy uy cung phục trung hoa đồng nghị mộ đức tôn thần mộ đức tôn thần trung hoa đồng bộ đức tôn thân nhất được ngư thủy long vân tao vùng hội tiên phong hạ thanh hải yên thời phúc sinh xuất hiện nam bang ai đã lưu quang tương vấn ai đã lưu quang hoàng thiên tích mệnh nam ban giang trần ức mộng lý mãn tuần xuất thế tháp tịnh sinh trần thị tôn vương tướng mạo đường đường dung nghi tướng mạo đường đường quê trương vĩ vọng đống nương đại tài võ thao lược hùng oai quang cổ văn kinh luân khí độ việt nhân khai quang tâm nhan thâm cờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cúng giả kim phụng hoàng lân cận thanh chúa tiền trung vương ca đăng tầm ta âm tư vi lân bất chúng sinh cô ngã kim định lễ khai quang cả chiếu từ trung
sơ hiên lệ chén quỳnh dâng tiếng ý ngày bạn loan vào chuốc chén trường sinh. Chúc đức ông ngài vạn tuế thanh cùng ông giáng phúc muôn dân đều an cát khánh nghi. Kêu tiếng khấn của pháp sư nhá. Ha, các nhật đương thời long vân khánh hội đức ông ta về chắc dáng đồng nhân nhá. Ban khen ban thưởng cho thủ nhang đồng đền đồng phủ nhá. Sớm thay hoa chiều lọc nước thêu tàn gạch bụi cửa đình thành. Cha coi anh em ta nhá. Mà ta tăng giác tăng họ nhá. Và ban khen ban thưởng cho đồng trưởng họ Hoàng nhá. Tuổi còn xanh đầu còn trẻ thanh điều áo thắm bắc ghế vui cho ông vua ông ngồi làm ngôi cho ông ngự nhỉ. Ta ban khen được đắc sắc việc thánh nhỉ, chắc tay ấn giỏi tay phép nhỉ, chắc tay nói giỏi tay phù nhỉ, để đông con nhanh bắt ngàn đệ tử ha. Ban khen ban thưởng nhỉ, tay quỳnh tay quế nhỉ. Ban khen ban thưởng cho pháp văn nhỉ. Ban khen ban thưởng cho bất gia trăm họ nhỉ. Ban khen ban thưởng cho thầy họ Đỗ họ Nguyễn nhá. Nhất tâm ông về ông chứng đàn chứng lễ chứng tâm nhá. Khuôn phủ cho từ nay trở đi từ giờ về sau nhá. Cầu tài được tài, cầu lộc được lộc nhá. Năm xuân giải xuân, tháng hạn giải hạn nhá. Ta ban khen ban thưởng nhá. Mà Quỳnh Anh phép anh ta điều binh khỉnh tướng quay trong giữ ngài. Đành lễ được viên mãn ha. Võ thao lương thành gia hồi cùng đời Trần Thị Trấn An Nam Hải Đức Nghi Đệ Tam dòng dõi kiêm chi bao phèn giáp mã truy kỳ. Giáp mã truy kỳ bao phèn giáp mã truy kỳ đã vu hoa khắc đi lại đi phạt sầm phong đại vương an tâm thần chức tại đẹp cầu yến dường xa bà. Ở đời dạ bảy tấc có bảy khúc trực để trời xanh vàng bạc. Chứng lễ chứng đàn ông về chứng lễ chứng đàn cung phủ đệ tử muôn bản tốt tươi ơn trên tiếp lộc ban. Thank you.
Trần thế biết tay ông giao ai, Trần thế biết tay ngự lên đồng tử, cứu dậy dương gian cứu đầu thời đấy bình an. Thời đó bình an đứng đâu, thời đó bình an dẹp hết tà quỷ phạm nhan nhiều để được bầy tự gió đi về. Cứ gió đi về khi chơi thiên bản, lúc về đồi ngang năm cờ sai chân năm phương. Gọi gió hét vây ân phù, gọi gió hét vây ân kiên quyết định, ra tay khảo trừ thần phù tay ân có sư. Tình trừ yêu, yêu hiện nguyên hình. Yêu hiện nguyên hình, trừ yêu, yêu hiện nguyên hình. Tàn nhang nước thải, cứu sinh cho đồng. Ông thời hóa phép thần thông. Hóa phép thần thông, ông mê hóa phép thần thông. Tiếp đồng cho đồng, cứu trợ bệnh nhân. Đại mũ mã ra uy khám đàn phép ông, đôi má thu bình cổ lên khăn ấn, xiên lỉnh ra oai vô đập thẳng tháng nữa, chảo dầu sôi đợi sẵn yêu ma. Khai quang dâm nhan thâm cờ diệu, quang minh chiếu từ trung nga tích, tăng cúng giảng kim phụ hoàng lân cận, thanh chúa tiên trung vương. Ca đăng tổng ta âm tư vi lân văn chúng sinh, cố ngã kim địch lễ khai quang ở chiếu từ trung. Văn sớ dâng lên tương lai, văn sớ dâng lên đức ngông tấu đôi chúa phê rõ ràng, phê cho đôi chữ tràng sinh. We'll be right back.
đời nghĩ chân thị chân an nam hải nghi nghĩ đức đệ tam nghi dòng dõi kiếm chi bao phen nghi giáp mạng bình ngôn tùy đã vô hoa khắc nghi lại đi phạt sâm phong phong đại vương an tâm thần chức lại đem câu yên giấc ra bàn chỉ rằng hiếu đạo chủ toàn nào ngờ thần minh xấu thủ bốn thủ thiền hoàng bách bái phục dĩ nhất tâm bái đạo cảm thân phật thánh chứng minh ngưỡng đạt phổ đồng giám dục cầu phạm thái tu trượng cao minh viên hữu vì Việt Nam quốc Hà Nội thành Gia Lâm huyện Tứ thị xã Trần Nhà Tảo ngõ 150 trên 4 gia số 7 Y Vu Linh Từ Cư Thượng Phụng Phật thiên cúng giảng xuân thiên tiến lễ phát hành quan phát tấu thỉnh Phật nguyên kinh cùng minh làm tứ phủ bá hiến thiên quan tiến cống kim ngân tài mã cầu lộc cầu tài tông ách trừ tai cầu bản mệnh bình an gia môn các thánh độc tài vượng tiến duyên sinh trường thọ sự tinh thần đệ tử mộc ân thanh đồng hoàng đức hiếu hiệu đồng minh quang hiếu đại tâu dẫn trình vũ gia đình đệ tử Đỗ Văn Lợi tự trần bản mệnh sinh ất xỉu thành canh tam thập tỷ tuế. Thế Nguyễn Tư Thảo bản mệnh sinh giáp tuất thành canh tam thập tuế cũng tử. Trần Quốc An bản mệnh sinh bính thân thành canh sơ bát tuế. Trần Quốc Khôi bản mệnh sinh mậu tuất thành canh sơ lục tuế. Trần Quốc Long bản mệnh sinh nhâm thìn thành canh thập nhị tuế. Trần Quốc Khánh bản mệnh sinh ất mùi thành canh sơ cửu tuế. Trần Quốc Nguyên bản mệnh sinh nhâm dần hành canh sơ nhị tuế hiệp đồng can si tiến cúng khất cầu bản mệnh bình an thần cùng là các thánh ngọc tài vượng tiến mãi mãi thành công xuất nhật phái can muôn niệm thần đẳng sinh cư trung giới mệnh thuộc thượng phú hà càn tôn phúc tài trí hàng ân cảm phật thánh chuông cổ nước cùng tiến lễ cờ an giải nhất thiết chi tay gương nhạc hà sa như các thánh do thị kim nguyệt các nhật đủ thiết hương hoa kim ngân lễ vật ngũ thể tích kín nhất tâm cung hiếu sứ hoàn thiền thân thước đấu cung duy thập phương vô lượng thường trụ tam bảo chư đại bồ tát kim liên tọa hạ nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát hồng liên tọa hạ nam mô thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế ngọc nguyệt hạ thiên địa thủy tiên tam tòa vương mẫu ngũ vị hoàng thái tử vương quan cập chư ban công sai công chúa cung quyết hạ thần triều hiển thánh nhân vũ hưng đạo đại vương thượng thượng đẳng tối linh thần tọa thánh từ dẫn tim sở tấu phục nguyện phật thánh chứng minh thần tiên bảo hộ thân cung thang thái gia lộ bình an tam tai bát nạn sự vô xâm hạn trước tiêu trừ hạn sau không còn nhất thiết sở cầu vạn ban được như ý án thần hạ tình vô nhuận tích thiết bình danh chi trí cản sớ thiên vận quý mão liên nhị nguyệt sơ phúc sinh vô nhật thần đệ tử phóng đầu hòa lam tuyên trang hạ út phê sai chuyện thương hạ út phê sai cảm tiếng chư thương
thiên đình, tấu về cho hết đi các sinh các tòa, tấu về phủ mẹ đền cha. Ban khen ban thưởng cho đồng trưởng họ Hoàng nhá, ta ban khen được đắc sắc việc thánh nhà, thế mà chứng tâm cho phu thê họ Đỗ họ Nguyễn nhà, chứng tâm chứng đàn chứng lễ nhà, ngày hôm nay nhất thiết tiếng lễ cúng là kim ngân tài mã định đình thần cho anh em ta nhá. Ta ban khen ban thưởng nhá, ban khen ban thưởng cho bách gia trong họ nhà nào phúc đấy nhá. Thanh gia hồi cung, ngoài đường thần tiên vương cô đệ nhất, đất mạc xưa là đất trầm oanh. Ngọc diệp xanh xanh kiếm chi, ngọc diệp xanh xanh thái sư nhất phận ma quyền hành nghề gần xa. Thánh xa hồi cung, đề nhị đại hoàng tống vương côi, tối linh thiên hạ phụng thờ sớm khuya. Thượng đức một nhà Huệ Lan Ni, cô đơn thượng đức một nhà hiệp vì cây ngọc nga mặn mà la xanh. Chốn thiên thanh cô thường khấn vai, ngậm mi nọng giờ lại ai nguồn dân chiêm bao phút thấy mộng thần. Sao sao đôi vị phu nhân y mơ mà nghỉ. Tan giấc quê phòng loan chợt tình nghinh, đốt hương thơm một đỉnh dâng lên, cô lầm dầm bút ngọc còn in, đồng đào chớm nở vương cô y xuất thần ý.
quang minh chiếu thư chung, ngã tích tăng cũng giảng kim phục hoàng lân cận thanh chúa thiên trung vương. Ca lân thân giả ân từ bi mẫn chúng sinh vô ngã kim đỉnh lễ quang minh thả chiếu đàn xuyên. Dân la sứ hồng họ đỗ, dân la sứ hồng nghỉ đệ trước công đồng Phật thanh chứng minh ngày lành có sơ dân trì. Sực tình đốt hương trầm
một đỉnh đi dâng lên lâm dâm. Lâm dâm bút ngọc còn biên ý. Lâm dâm bút ngọc còn yên một mình, một nê bóng cô kết nguyện nê trần châu đệ tử dâng. Dâng cô bát nước cơi dầu ê ê. Trên non đảo nghi đùng đùng nghi gió ngó quấn đỉnh dược sơn quần quần y mây sông lâu đài. Lâu đài để nhị chính cung y để nhị chính cung thành ra pha cửa biển tơ mơ chiếc thoi cô bé lá cờ vua phong thành ra hồi cùng lập ở hướng đông ngôi đền cậu con thỉnh cậu bé cửa ông cử về thành ra hồi cùng hướng một chiến lòng thành dâng tiến đi khói ngạt ngào thấu đêm tủ thiên lê mai chúa tiên thỉnh mời lê mai chúa tiên đối dụng chúa ngự chân miền tuyên quang. Kiến chúa thương ngàn con vua đế thích thành ra hồi cùng tiền thánh thượng ngàn xanh hùng vĩ đền đồng sơn tú khí trùng linh làm chúa rừng xanh nối đời làm chúa rừng xanh nghe 36 đồng quyền hành trong tay ngôi đệ nhị quyền cai chủ trường cai các mường non thượng sơn trang tập tu thông tỏ phép ngàn ý chân như chứng đắc nghi phòng làm thiên sư hòa bình cảnh địa dư tích cũ chốn lâm sơn khí tụ xưa nay lũng vần chất ngất non mây chất ngất đi ngọn mây
cỏ cây ngút ngàn. Sông Đà răng man man nước chảy núi đâu rồng, dãy dãy Long Châu Đông Sơn Hạc Phú Anh Châu. Thank you.
đấng mẫu hiền. Sớm hôm dung dưỡng bát niên trường thành, từ ấy đã lừng danh sơn chủ khiển các ngoài muốn thú nghe theo. Sớm hôm ngoạn suối chơi đèo, sớm hôm ngoạn suối chơi đèo, nắng lụa trong đồng mưa treo vách ngòi. Đức Thánh Tổ thiền ngay bất quyết sang chim rừng nghỉ, chú viết lá cây hạ thư họa suốt đêm ngày. Để mẫu ba tòa yêu thiêu nhạc nhạc hát ca ban lưng lưng cắt nhật được thời hoang sáng từ chung ý à. Bài sai đô chiều lộ phương nắng ngân nàng ai vốn dòng sơn trà, tinh tình ngày mong chúc mong già mong mai mong lứa cơm làm đầy ngàn, mong mai mong lứa đầy ngàn cơm làm. Tình nay xung ái đi tìm mùa nào thức đấy ai dâng cúng dàng, nhiều khi tàu lá che sương không quản xa đường không ngại nước mây. Hôm nay loan giá về đây sơn lâm hồ dề một cây ven rừng, sơn lâm hồ dề ven rừng một cây. Điều áo thắm dịu dàng bước qua đồng phương cô cả sân hoa, cốt đôi nhan sắc nàng ba ưa nhìn ý nghĩa. Phải qua dòng nhan thầm cờ diệu quang minh chiếu từ chung nga tích tăng cung dàng kim thu ngoan lân cận thánh chúa tiên trung vương ý à. Đặng ai thấp thoáng bên đầu sóc đăng tiên chúa vì hầu mẫu thương nhát soi lên sáng tỏ hào quang. Thánh thiên chúa múa dịu dàng khoan thai lực đai giọt cắn giọt dài ý à. Chúng lên sơn thủy hữu tình
đêm tôi nhìn mùng ý nghĩ à. Bước tiên tòa phán lung linh trong đền đẹp làm phán. Bước nghi tiên tòa sáng lung linh trong đền đẹp làm phán. Về ngày hội vui giang bóng người tiên nữ hôm nay về bàn đến đây núi núi cao mặt núi mây lưng trời lực lờ trôi núi núi cao mặt núi mây lưng trời lực lờ trôi. Nhạc vang lừng chim ngọt níu lô tung cánh bay hót mừng người chào đón mừng Chúa về đến đây như giáng lâm đổ cho người đồng nhân nhân tâm đổ cho người đồng nhân nhân tâm. Tiếng xanh tiếng xịt vang dệt cùng đàn tiếng hát bay lên cung trời thỉnh Chúa về giáng nơi trần thế thành đồng con bắc ghế thành tâm hôm nay chảy hội sớm lâm bạn đến vui đó Chúa về ngự vui. Cò đón hoa chào về bách điều sớm chiều cá hoa tay cối bề bạc rừng và đem cho các ghế dâu sáng đời đời đem cho trăm họ nhà nhà giàu sang. Ngược nghiệp trôi đầy đà vắng nguyện rằng ai là hàng cơ trí giải chú này đích thị độ nhi nam thiên giới thọ bất kỳ ý. Tương tận chú này
thầy sai về núi theo thầy nhập môn. Tam niên quán càn khôn mỹ tứ hài, phép tiên gia khiếp mãi sơn linh cường tà, mãnh quỷ hung tinh ý à. Bình cho có mau chú mương khẩu lầu lầu phanh bách phù tam thanh hách ngã hách dương phương pháp môn trải cái đẹp mường bùa mê ai đương đại tài ý nghĩa phiền phép diệu huyền tài biến thế thay tiền chi xuất toàn ai này ý nghĩa thanh gia hồi quân phương danh lưu thủa hồng bàng thuyền lâm diệu nghĩa sơn trang tổ mưa phong sơn đông đường đường hách trạc cảnh long đầu tòa lạc dành linh dừng nhang lễ mẫu ba tòa tiêu thiêu nhạc nhạc áp ca bang lưng nghìn cát nhật đương thời loan phán từ chung ý nghĩa xa hồi cung tam vị chú mương sơn trang nghi tam vị chú mương nghìn tây thiên thỉnh chúa bà đệ nhất ngự về đến đây nước Việt Nam mi có ngàn đông lộ xứ Bắc Kỳ để nhất là chúa Tây Thiên thành ra hồi cùng xem bói cầu tài ai đi xem bói cầu tài nên đến chú Nguyệt xem bằng nghề đồng tiên chầu
với một ni quả cầu. Thank you.
giàu sống bói ra ai phải nghèo sầu, chúa bói ra ai được nghìn phúc lâu giàu bên. Chúa bói ra ai tình duyên lật đật, bói ra ai có ngõ phật phúc vầy trời đông cho chí trời tây. Ai mà muốn bói chúa đột tay bắt ngơi. Dâng nhang lễ mẫu bơ tòa tiêu thừa nhã nhạc cắt ca vang lừng chúa ngự đồng loan giá từ trung ý à. Bài sai đố chiều đồ cô nắng nắng ai vốn dòng sơn trang tinh tình ngày mọc chúc măng vàng măng mai măng lứa cơm nam đầy ngàn cũng có phen dùng mai đi từ ý à. Lệnh sai thơm nhị tiên nàng khăn nhiều áo thấm dịu dàng bước ra đồng nghi thương cô cả tầng hoa cùng đôi nhắm sắc ba ưu nhìn ý nghĩa. Giải quan dung nhan thâm cờ diệu quang minh chiếu từ trung Nga tích tăng cũng giảng kim phụ hoàng lân cận thanh chúa tiên trùng vương ý à. Cơm làm một ống, nước dưới khê một bầu, chấm mê cải long lánh ngọc châu, trăng thanh gió mát bên lầu hòa ca, sương răng khói tỏa nhạt hòa, sớm mây và núi, chiều ta mây đây soi trong nam biển soi về sơn trang, soi trong nam biển soi về sơn trang. Hội thiên nam hội múa là vì đây múa ca trên sơn trang chơi khắp nơi chim oanh những lô đón chào cất tiếng ca vang. Tiếng xanh tiếng xịt vang rền cùng đàn tiếng hát bay lên cung trời thì chúa về sang nơi trần thế thành đồng con bắt kế thành tâm. Hôm nay trời ngồi sơn lâm bạt đến vui đó chúa về cứ vui.
bản làng tươi xa, mây trắng bay lững lờ, ngàn con suối uốn quanh lướt qua chân đèo hòa vàng tiếng ca. Xuân thiên các chư thanh đồng đón Chúa Ba ngự vui. Chùa Mạng lỗi nhầm của Mạng kêu vang tường tàu đến đây kia sớm ra vào tấu xin bộc lộc hạt cao quả hoa. Thứ nhất chúa cho lộc hoa, thứ nhì lộc quả, thứ ba lộc quạt trầm mê phê phẩy thực mà tiên dáng về tốt tươi mọi vẻ thanh tân ý à. Thank you.
khó nghèo, ban cho bồng lộc lại nhiều hơn xưa. Bây giờ người nào ăn nói điêu hoa, sai cô thì nữ thu ba hồn về cho đêm nằm mơ những ma cùng quỷ. Ngày chúa anh đi liệt đi vì chân tay đi. Từng câu con dâng văn đàn hát nguyện cầu. Đặng ai thấp toán
sống đắc Thiên Chúa Múa Hầu Bồ Vương, nhắc chúng lên sáng tỏ hào quang. Tay Thiên Chúa Múa dịu dàng khoan thai, thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài. Người thiên nữ đang đi về ngày hồi vui, dáng bóng người thiên nữ đang đi về bàn đến đây. Anh đốt tiên tỏa sáng, soi đêm dài Chúa đẹp làm sao. Tiên tỏa xa soi đêm dài đẹp làm sao. Hồi xuân về muôn hoa rực rỡ, muôn hoa rực rỡ thì lưng trời vàng tiếng khen môi, vàng vàng tiếng khen môi mặt lòng. Lộc tài Chúa mới ban ra, bốn phương hội họp đem qua đền này, ban cho tiền tốt lụa dày. Ban cho tiền tốt lụa dày, bổng lộc cho năm về đây càng nhiều. Ban cho giải nhất phan điều, bổng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa. Thanh đồng con nhang con phục thờ, 30 mùng 1 người tứ hôm rằm. 30 mùng 1 hôm rằm người tứ. Dùng ra dùng linh quầy gánh đầu non, dùng ra dùng gì quầy gánh đầu non. Tiền giấy biết Chúa bà tay vài miệng kêu, Chúa thường cho những kẻ khó nghèo. Bồng lộc lại nhiều hơn xưa, giật người nào ấm nói điều hoa. Chúa sai thì nữ thu ba hôn về. Đêm nằm mơ những ma cung quỷ, ngay Chúa hạnh liệt khi chân tay. Về đi thỉnh thánh mời thầy, xem trong xa đạo đồng về đáy Chúa ba. Thành ra hồi cùng lễ mẫu hòa bình.